chia sẻ cách nấu pudding cho cái loại topping trà sữa nha mọi người. Thì để nấu cái pudding này thì mình sẽ sử dụng, hôm nay em sử dụng cái pudding dưa lưới nha. Nó có nhiều vị lắm, môn, sô-cô-la, dưa lưới, đồ này kia nhiều lắm. Thì cái pudding này mình sẽ sử dụng là 800ml nước nha mọi người. 800ml nước. Mình sẽ nấu nước sôi nha mọi người. 50g đường cát. Mình sẽ sử dụng 50g đường cát và 2g rau câu con cá dẻo nha mọi người. Thì mình sẽ trộn cái rau câu này với lại đường cát nha. Đó, mình trộn rau câu với lại đường cát. Thì cách nấu rau câu dẻo thì mọi người, khi mà mình cho đường, cho rau câu, mình trộn đều, thì mình nấu, mình trộn đều cái rau câu dẻo với lại đường nha mọi người. Mình sẽ trộn, mình trộn rồi mình để đây nha mọi người. Rau câu dẻo mình phải trộn với đường, nếu mà mình ngâm nó sẽ, nhiều khi nó sẽ bị vón cục, mình không khéo nó bị vón cục. Còn mọi người nếu mà muốn ngâm thì mình phải cho từ từ vô cái nước lạnh mình mới ngâm được nha. Nhưng theo cái cách tốt nhất là mọi người trộn với đường đi. Rồi mình sẽ cho là 15g. Ở đây em sử dụng là 15g, 100g bột pudding. Đó, mình sẽ lấy 100g bột pudding và 15g bột kem béo nha mọi người. Thì bột kem béo ở đây em sử dụng là của B1 nha. Đó, bột kem béo là của B1. Rồi trong lúc mà mình chờ nước sôi thì mình sẽ cân tất cả nguyên liệu mình để đó, mình chờ nước sôi rồi mình nấu nha mọi người. Công thức là 100g bột pudding. Em sử dụng là pudding của Đài Loan nha mọi người. Đó, 100g bột pudding và 800ml nước nấu sôi. 15g bột kem, bột béo nha mọi người. 15g bột béo của B1 nha. Em sử dụng là B1 ha. Mình cho vô cái bột pudding luôn nha mọi người. Nước nó sôi, nó nóng lên rồi thì mình sẽ cho cái bột pudding vô trước nha mọi người. Mình cho bột pudding vô trước rồi mình sẽ quậy cho tan. Mình sẽ quậy cho tan cái bột pudding này nha. Mọi người nhớ là mình phải cho bột pudding trước, rồi rau câu mình cho sau nha. Rau câu với lại đường mình sẽ cho sau, chứ mình đừng có cho cái rau câu trước. Tại vì khi mà mọi người cho cái rau câu trước á, cái pudding nó sẽ khó tan lắm. Nó sẽ bị đóng cục á mọi người. Nó khó tan, nhất là cái pudding sô-cô-la. Khi mà nếu mà mọi người không biết cách nấu, mọi người nấu nước rồi mọi người cho cái rau câu vô với đường vô rồi mọi người mới cho cái bột pudding á, thì cái bột, cái nước của cái thành phẩm ra nó sẽ bị bón cục nha, nó không có tan hết á mọi người, nó rất là khó tan. Nên là mọi người nhớ là khi mình nấu nước sôi rồi mình cho bột pudding với lại bột béo xong mình quậy cho tan, rồi mọi người mới cho là đường với lại rau câu mình đã trộn trước đó rồi đó, mình cho vô nha mọi người. Đó, và khi mà mình nấu, tại vì có bột rau câu, mọi người cho nó sôi lên đi rồi mình để hạ lửa vừa tầm 5 phút nha mọi người. 5 phút rồi mình mới là mình đổ vô khuôn nha. Rồi mình cũng lọc qua rây nha mọi người. Đó, mình lọc qua rây. Rồi mình để đây cho nó đông. Khi đông rồi á, thì mọi người sẽ cho vô ngăn mát tủ lạnh cho nó lạnh, nó sẽ ngon hơn nha. Đó. Và đây là cái bột pudding mà em đã để một thời gian, chắc tầm chừng 30 phút nè đến 1 tiếng nha, là nó sẽ đông như thế này nha mọi người. Cái lớp này nó cũng mỏng thôi, tầm 15 đến 30 phút là nó cũng đông à. Đó, tại vì em đổ cái lớp mỏng. Mọi người nấu nhiều thì mọi người nhân công thức lên nha. Đó, rất là mềm. Mềm và nó dẻo dẻo nha mọi người. Nó không quá cứng và nó cũng không quá mềm. Nó vừa. Mình uống với trà sữa, khi mà mình cho uống trà sữa đó thì mọi người thấy là nó vừa miệng nha, nó không cứng nha. Đó, thì đây là cái cách mà mình nấu pudding. Thì đối với các loại pudding còn lại như sô-cô-la,
dâu, trứng, dưa lưới thì mọi người cũng nấu theo cách này luôn nha. Mình có thể là mình đổ thành những cái khuôn bánh lăng cũng được, hoặc là mình đổ khuôn mình cắt ra như thế này cũng được nha mọi người. Đó là tùy theo sở thích của mọi người, thích mà đổ khuôn hay đổ hộp bánh lăng gì cũng được hết nha. Đó, và đây là cái cách mà em muốn chia sẻ. Cũng có nhiều bạn muốn em làm để mà nấu để làm topping cho trà sữa đó. Thì hôm nay nhân dịp cái gì? Hôm nay là em tính ra cái clip trà xoài rồi đó. Nhưng mà xoài ngâm á, thì mình phải để cho nó thấm thì mình mới làm trà mới nó mới ngon. Cho nên là ngày mai em sẽ ra cái clip trà xoài nha mọi người. Dự là nó cũng rất là hot, rất là ngon luôn á. Mọi người nhớ đón xem nha. Và đây là thành phẩm của các loại pudding mà em nấu nè. Công thức này em kinh doanh luôn nha mọi người. Nên muốn chia sẻ để mọi người cùng làm với em luôn á. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog. Và nếu thấy hay thì chia sẻ cho nhiều người biết đến. Biết đâu sẽ giúp được một người nào đó thì sao. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.